Xin kính chào toàn thể các bác nha. Trước mặt các bác đây là cái mẫu thùng TH118XN, phiên bản siêu to khổng lồ dựa trên form thiết kế của Danny Sound Lab TH3. Những cái mẫu này thì em thiết kế ra là để hợp với những cái cụ loa thôi, gọi là thật sự là rất là khó tính. Thế mà đi ghép với những hệ thống loa tại Việt Nam thì em chưa gặp những loa nào nó khó tính đến thế. Tưởng mẫu này bán một tháng doanh số 5 đến 7 đôi, ai ngờ một tháng một đôi, làm nên mười mấy đôi, bây giờ vẫn còn gần chục đôi. Đây là cái thông số chiều sâu các bác nhé, chiều sâu là 75 cm này, chiều ngang mặt là vào 60 cm này, và tổng thể chiều cao tính cả chân nữa là vào 1m19, 1m09 chứ không phải 1m19, 1m09 đấy, 1m09, rất cao, to, hoành tráng. Đây là cái thùng em nắp lên để demo, như giới thiệu toàn thể các bác là khẳng định là người Việt Nam có thể làm được những cái sản phẩm mà các bác mua ở châu Âu mới có. Đây là cái khoang nắp bát này. Đấy, chúng ta sẽ nắp một cái cụ bát 18 inch vào đây, 18 inch. Thùng xịn các bác nhá, cao cấp. Thùng này em sử dụng là gỗ, vật liệu là gỗ đỏ, gỗ bộ đỏ. Gỗ đỏ này thì nó sẽ rất là chắc chắn. Cái này thì sử dụng gọi là cái pha trừ chứ không phải là pha cộng. Còn các bác đào lại dây thì nó là pha cộng chứ không phải là pha trừ. TH118XN, khối lượng cộng hưởng khuyên dùng là 320 lít. Nên là cái dòng này nó sẽ hợp với cái bát của dòng JB là 2241 và 2242. 2241, 2242 thì nó sử dụng chung cái mã của bát và khối lượng cộng hưởng thì tương tự như nhau. Có cái là đời này đời kia nó hơn nhau một tí về công suất thôi. Đấy, em đo lại cho các bác xem cái cỡ nhá. Chiều ngang là 60. Chiều cao, tổng thể chiều cao là 1m09, xít nữa 1m10. Cao 1m09 mà các bác đặt cái loa full ram lên thì nó cao đâu đó tầm này. Rất là cao. Đấy, nhìn trông là khiếp luôn. Nếu như các bác mà đánh theo kiểu là quay xuống hay là đánh loa hòa tiễn thì chơi cái cấu hình này thì đúng là không còn gì để mà kêu luôn. Con này thì nó có một cái tần số cộng hưởng nhịp tần số thấp nhá, giữ 40Hz cộng được 4 dB, 4-5 dB so với các cái mẫu súp cùng phân khúc cũng là súp đơn. Đấy. Và ví dụ như con này mà nó so sánh với các cái dòng súp kép như là E218 này thì E218 nó không có cửa. Mỗi cái là nó kén cụ bát thôi, nhưng các bác có những cái cụ bát của JBL hay là của P Audio mang mã hiệu là 2241, 2242 thì nắp phát là ăn luôn. Cái nhịp tần số và tiếng bát của nó đánh rất là êm và sâu các bác nhá. Đánh mềm tiếng lắm. Nhưng công suất thì không cần lớn. Công suất không cần lớn, công suất nó vừa vừa thôi, nhưng đánh nó ra một cái nhịp tần số cộng hưởng tái thiết tâm hồn. Thùng này thì em có hai mã lưới nhá. Một là lưới căng bọc vải, hai là lưới trơn, tức là không có căng bọc vải. Đấy, các bác nhá. Thùng này em thiết kế là có một lỗ cọc ở trên nóc, ba lỗ cọc ở điểm cạnh, ba lỗ cọc điểm cạnh. Nên các bác nào mà đặt nằm cái súp ra, xong là chọc loa lên nằm đánh form fill side view thì được hết. Hoặc là các bác có thể ghép nail ray lên đây thì một con này nó sẽ đi cùng với hai chiếc nail ray. Hai chiếc nail ray 10 inch hoặc 12 inch. Đấy, tức là một con này nó ăn một đôi. Đó. Trên đây này em giới thiệu cho các bác. Các bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em nhá. TH118XN. Ok, xin kính chào toàn thể các bác.